Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đi thăm và làm việc tại Đức nhằm đưa bà Nhàn trở về nước. Ngày 24 tháng 10, một nguồn tin nội bộ cho Thời Báo Chấm Đề biết, sau khi được nâng cấp quan hàm đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã lên đường đi thăm và làm việc ở Cộng hòa Liên bang Đức. Bộ trưởng Quang dẫn đầu phái đoàn cấp cao của Bộ Công an đã khởi hành từ sân bay Nội Bài vào 23 giờ tối ngày 22 tháng 10 và đã đến sân bay Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức lúc 6 giờ sáng ngày 23 tháng 10 giờ Đức. Theo chương trình, Bộ trưởng Lương Tam Quang sẽ có hai cuộc gặp và hội đàm với bà Nancy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức, và ông Hans Schott, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Đức, phụ trách về an ninh và cảnh sát liên bang. Và đây là hình Bộ trưởng Nội vụ và Nội địa Liên bang Đức, bà Nancy, và Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lương Tam Quang. Mục đích của chuyến thăm và làm việc tại Đức lần này, ngoài việc ngoại giao như thông thường, đặc biệt khi gặp bà Nancy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức, ông Lương Tam Quang sẽ đề nghị phía Đức hỗ trợ bắt giữ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, viết tắt AIC, và dẫn độ bà Nhàn về Việt Nam. Đổi lại, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cam kết sẽ trao trả Trịnh Xuân Thanh về lại Đức nhằm phục hồi nguyên trạng như chính phủ Đức nhiều lần yêu cầu. Vì việc bắt cóc một người hiện diện hợp pháp trên nước Đức là hành vi vi phạm công pháp quốc tế và làm ảnh hưởng đến nền an ninh chính trị, bình ổn cho nước Đức nói riêng và cả Liên minh châu Âu nói chung. Việc đề nghị Đức hỗ trợ bắt và dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nằm trong chương trình tối mật của Bộ Công an nhằm thanh trừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Cả hai nhân vật này đều dính líu đến bà Nhàn. Từ tháng 4 năm 2022, sau lần đầu tiên ra lệnh khởi tố, lệnh tạm giam, lệnh truy nã đối với bà Nhàn, đến nay ông Tô Lâm và Bộ Công an chưa bao giờ từ bỏ ý định tìm cách bắt giữ bà, kể cả phương án dẫn độ hoặc bắt cóc. Vào trung tuần tháng 9, một nguồn tin đã cho Thời Báo Chấm Đề biết, Bộ trưởng Lương Tam Quang trong chuyến thăm và làm việc tại Belarus mục đích thực sự là để chuẩn bị cho kế hoạch bắt cóc bà Nhàn đem về Việt Nam. Và đây là hình bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Phạm Minh Chính. Được biết, Belarus là một quốc gia độc tài và chịu ảnh hưởng của Nga. Tổng thống Alexander Lukashenko của nước này khá thân với ông Putin. Ông Tô Lâm có thể đặt một căn cứ tạm thời tại đây phục vụ cho kế hoạch bắt cóc bà Nhàn. Trước đây, ông Tô Lâm từng dùng Slovakia làm đường rút sau khi thành công bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức. Hiện nay, quốc gia này coi ông Tô Lâm là tội phạm, nên Bộ Công an không thể thực hiện kế hoạch bắt cóc và đưa người trở về thông qua Slovakia được nữa. Vì vậy, ông Tô Lâm chọn Belarus, nhưng đến nay có vẻ kế hoạch Belarus này cũng không thành công. Thủ tướng Phạm Minh Chính là một ứng viên nặng ký cho ghế Tổng Bí thư tại Đại hội 14 sắp tới. Tất nhiên, ông cũng là đối thủ đáng gờm của Tô Lâm. Tổng Bí thư Tô Lâm muốn ngôi vị của mình vững chắc thì phải loại bỏ hết đối thủ tiềm năng, trong đó có Thủ tướng Chính. Mà điểm mấu chốt để hạ ông Chính là phải bắt bằng được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ông Phạm Minh Chính xuất thân từ ngành công an và từng làm ở ngành tình báo. Ông có những kỹ năng và tố chất của giới phản gián nên không hề để lộ sơ hở. Ông Tô Lâm đã cho bắt rất nhiều đàn em thuộc cấp của ông Chính nhưng hoàn toàn không khai thác được gì. Như vậy, sự nghiệp chính trị của Chính đang đặt trọn vào lá bài tẩy Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Trong cuộc đấu này, vẫn chưa biết ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đi thăm và làm việc tại Đức nhằm đưa bà Nhàn trở về nước. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Chủ tịch nước Lương Cường sẽ phải đối mặt với nhiệm kỳ đầy sóng gió? Ngày 21 tháng 10, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15, Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lương Cường đã được bầu làm Chủ tịch nước. Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, từ năm 2021 đến năm 2026, sự kiện này đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi ông Lương Cường đã có chân trong tứ trụ và tại Đại hội Đảng 14 đầu năm 2026, có thể ông sẽ có suất đặc biệt được ở lại mặc dù đã quá tuổi về hưu. Và đây là hình tân Chủ tịch nước Lương Cường. Công luận đánh giá ghế Chủ tịch nước của ông Lương Cường đã được lãnh đạo đảng quyết định từ trước việc đưa ra quốc hội bầu bán chỉ với mục đích diễn cho có, thể hiện cái gọi là sự đồng thuận dân chủ trong một nhà nước độc tài. Theo truyền thông nhà nước công bố, ông Cường được 440 trên 440 phiếu đại biểu quốc hội tín nhiệm, tán thành thông qua nghị quyết bầu ông làm chủ tịch nước. Tuy nhiên, theo giới quan sát, hiện nay số đại biểu quốc hội khóa 15 chỉ còn lại 487 đại biểu so với 499 đại biểu hồi đầu nhiệm kỳ. Với số phiếu 440 đại biểu đã bầu cho ông Lương Cường như công bố thì chỉ đạt 88,17% mà thôi. Nghĩa là có 47 đại biểu không dự họp ngày hôm đó, hay họ có thể đã chủ tâm bỏ ra bên ngoài vào thời điểm quốc hội biểu quyết. Trên mạng xã hội đã có ý kiến nghi ngờ, phải chăng đó là các đàn em của Tổng Bí thư Tô Lâm cố ý làm mất uy tín của tân chủ tịch nước? Đáng chú ý, ông Lương Cường được làm chủ tịch nước là do được Bộ Chính trị xét trường hợp đặc biệt và ông Cường có mối liên hệ đặc biệt với Trung Quốc. Theo quy định, để làm chủ tịch nước, các cá nhân ứng viên cần tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên và phải kinh qua các chức vụ bí thư tỉnh ủy, bộ trưởng hay tương đương. Và đây là hình Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong khi đây là nhiệm kỳ đầu tiên ông Cường tham gia Bộ Chính trị nên ông chưa đạt yêu cầu trọn một nhiệm kỳ Bộ Chính trị trở lên và ông cũng chưa từng làm bí thư cấp tỉnh hay cấp bộ trưởng. Tân chủ tịch nước Lương Cường được xem là có mối quan hệ khá thân thiết với Bắc Kinh. Được biết, ông từng 2 lần tham gia các khóa bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp cao của đảng tại Trung Quốc. Hơn nữa, ngày 9 tháng 10, trước khi chính thức trở thành chủ tịch nước, mạng xã hội cũng dậy sóng khi ông Lương Cường bất ngờ sang Bắc Kinh để gặp Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là một chuyến đi đầy khuất tất và đáng ngờ vì ông Cường sang Trung Quốc được 2 ngày rồi thì báo chí Việt Nam mới đưa tin. Có ý kiến cho rằng ông Tập Cận Bình và ban lãnh đạo Bắc Kinh trước đó đã gây sức ép với ông Tô Lâm và ban lãnh đạo Hà Nội để dọn đường cho việc chuẩn bị ghế chủ tịch nước đối với ông Lương Cường. Công luận Việt Nam đã và đang lo ngại về mối quan hệ với Bắc Kinh của tân chủ tịch nước Lương Cường. Liệu ông Cường có đưa quan hệ hai nước trở lại quỹ đạo cũ như thời kỳ cố Tổng Bí thư Trọng lãnh đạo để Việt Nam tiếp tục phụ thuộc vào Trung Quốc? Và đây là hình cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Tập Cận Bình. Những phân tích kể trên cho thấy khả năng cao tân chủ tịch nước Lương Cường sẽ phải đối mặt với một nhiệm kỳ đầy sóng gió đang chờ đợi ông ở phía trước. Trong khi Tổng Bí thư Tô Lâm được cho là có đủ khả năng đối phó với Chủ tịch nước Lương Cường và nhóm các tướng lĩnh quan văn xuất thân từ Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng. Đó cũng là nhóm tướng lĩnh trong Bộ Quốc phòng đang bất hòa với Đại tướng Phan Văn Giang, người đứng đầu bộ này. Sự chia rẽ trong nội bộ quân đội hiện nay chắc chắn là một nguy cơ tiềm ẩn, có thể sẽ tiếp tục gây bất ổn cho chính trị Việt Nam. Liệu Tổng Bí thư Tô Lâm có đủ khả năng để duy trì sự ổn định và thúc đẩy sự phát triển của đất nước hay không? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao Chủ tịch nước Lương Cường sẽ phải đối mặt với nhiệm kỳ đầy sóng gió. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.